Hello mọi người, thì chúng ta sẽ nói với combo thời hơi say thì mình cũng mới nhiều, không có nhiều, không có đủ luôn á. Đây, đây là Arrayer yêu thích nhất của mình, Axel Tryon. Cũng chi tiết chứ bộ. C03. Thì đây chắc cũng là đồng số hiếm nè. Một Raider C25 thì đây là cũng là một đồng xu, nó cũng đặc biệt, không phải ít, nhưng mà Gashapon nó là chuột túi kangaroo đó. Cái này thì có thể kết hợp với những, có thể làm đầu, phần đầu, phần thân, phần chân cũng được. Đây mình không biết sao cứ bỏ đại đi nha mọi người. Đã xong thì có thể chúng ta có thể coi được những combo như này đi. Cực túi hả? Thôi mình lấy combo màu vàng để nhìn cho nó hấp dẫn. Này, rồi combo hộp áo đi. Nó cũng thế, làm đổ hết mọi loại. Ủa, đi lộ mời. Thôi hẹn mọi người clip sau.